đây, cứ bảo là tại sao nạp ga vào là nó lại mất mát đây. Được có vài hôm nó lại mất mát là lén vào này. Mấy chỗ nhỉ? Cái chỗ kia bục to nhất. Xì này làm gì nữa? Đấy, mấy chỗ liền. Ui. Này thì tôi giải cứu rồi. Mo 2015-16 đấy. Thế mà đã bục cái dàn lạnh rồi. Dùng được mấy năm là ok rồi. Vẫn đẹp đẹp. Thôi. Cùng thay cho. Sâu lắm.